Bà ơi, bà uống miếng thuốc cho khỏe nha bà. Ta không muốn. Em mang cái đó ra đi. Khốn nạn! Khốn nạn! Tại sao? Tại sao cô là vợ của tôi mà lại đi nói xấu chồng mình với thằng đàn ông khác? Bây giờ cô công khai quay lại với nó chứ gì? Đúng không? Quan cho em quá ông ơi, em không nói gì hết. Nội lao! Tại cô không nói, tại sao chuyện gì của tôi nó cũng biết hết vậy? Hả? Cô không chỉ khóc lóc kể lể với nó, cô còn giả bộ bệnh hoạn. Không thì tại sao nó dám kêu tôi phải chia đôi tài sản với nó? Ông ơi, có chuyện từ từ nói. Làm gì mà ông đánh em ba dữ vậy? Cô ra! Kể từ ngày hôm nay, ai mà ngăn cản, tôi quýnh luôn người đó. Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày hôm nay cô sẽ bị nhốt ở trong này và bị tước hết tất cả đặc quyền của vợ ba. Còn mấy người ai dám bên cô ta sẽ bị trừng phạt y như vậy, nghe chưa? Không, dạ. Ông ơi, ông ơi, quan cho em quá ông ơi. Em không có nói gì hết mà. Em ba, em có sao không em ba? Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.